ngay sau khi thành phố áp dụng việc siết chặt giãn cách xã hội, ngành y tế và các địa phương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện các ca mắc COVID-19, tách ra khỏi cộng đồng. Theo đó, đối tượng được xét nghiệm lần này là đại diện tất cả hộ gia đình trên địa bàn thành phố, cùng toàn bộ các hộ dân đang sinh sống ở các vùng thực hiện phong tỏa cách ly y tế, tất cả người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo kế hoạch 3 tại chỗ và lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 các doanh nghiệp làm việc ba tại chỗ thì xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại đơn vị mình với tần suất là 3 ngày một lần. Sẽ có 9 đơn vị tham gia thực hiện xét nghiệm đợt này và việc lấy mẫu được tiến hành theo nguyên tắc cuốn chiếu tại tổ dân phố, không bỏ sót đối tượng và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bắt đầu thực hiện từ ngày 16 và hoàn thành vào ngày 21 tháng 8. Tổng năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR tại các sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay là 9.500 đến 10.000 mẫu một ngày, tương đương với mẫu ngột 10 là từ 95.000 đến 100.000 lượt người một ngày.